Ok. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một sản phẩm của bên chỗ Việt Hát. Đó là chuông cửa phòng ngoại báo động với lại báo khách luôn. Đây là nó màu trắng. Thì cái này là nó sử dụng là một á là pin 3A, ba cục pin 3A. Hai là các bạn có cái nguồn điện mà 9V DC 9V á, gặm vô ngay chỗ để đó. Mình nói về cái này đó. Cái này là nó có tầm hoạt động là từ 5 đến 10 mét và cái góc mở của nó là 110 độ. Mở 110 độ. Và cái âm thanh nó phát ra là từ 75 đến 95 decibel. Cái này đi kèm là cái bộ ốc vít tắc kê để mình bắt vô tường. Họ là các bạn bắt vô tường mà hai lỗ này. Hai là để nó có cái keo kem để mình dán vô trong gì cũng được. Mình lắp pin vô. Cái nguồn DC 9V là nếu có thì gặm vô đây thì không cần phải xài pin. Còn không các bạn bỏ pin thì lâu lâu mình cũng phải thay pin cho nó. Còn đây là pin á thì các bạn mua là pin 3 chữ A, 1.5V 3 chữ A. Rồi mình lắp ở đây là lắp cho đúng cái chiều cộng trừ trong đây nó có ghi cộng với trừ nè. Đó. Thì đến này câu trừ cộng trừ trên cục pin nó cũng ghi cộng trừ thì mình lắp cho nó đúng thì nó mới hoạt động được. Rồi xong đây nó ở dưới đây là biểu tượng on off. Thì mình sẽ mở cái này lên cho nó on để cho nó hoạt động. Này cái này là cái đèn hồng ngoại nè. Khi mà có cái gì mà chuyển động qua trước mặt nó thì nó sẽ kêu. Rồi nó hết kêu ha. Thì mình nói qua cái này cái. Cái voi 1, voi 2, voi 3 là nó có 3 cái chế độ nè. Voi 1 á là báo chuông. Báo chuông có nghĩa là ở đây bên đây có cái chuông nè. Khi mà có gì nó khách đi qua là nó sẽ chuông thì mình chọn được cái chiếc chuông đó. Đó thì mình chọn cái chuông mình bấm vô đây. Chọn chuông khác. Chọn chuông khác ha. Có nhiều loại chuông lắm, mình chọn gì nào mình ưng ha. Ưng thì mấy. Đó là mình đang để ở voi 1. Voi 1 ha. Còn voi 2. Voi 2 cũng báo khác luôn. Nhưng mà nó có một cái này thôi, mình không chọn qua chọn chuông được. Mình để voi 1 thì mình chọn chuông được. Voi 2 thì cũng báo khách nhưng mà không chọn chuông được. Còn cái voi 3 là báo động. Báo động có nghĩa là khi mà có ai mà di chuyển mà trước cái này á thì nó sẽ báo động liên tục. Như này. Đây voi 3. Đó, di chuyển qua này nó báo động liên tục. Báo động này thì nó khác á, hồi nãy là nó chỉ báo khách này nó báo lần xong nhưng còn báo động này nó báo liên báo lâu lắm. Còn bên đây là cái nút mình chỉnh âm lượng của chuông nè. Âm lượng chuông báo, nó mình có 4-5 nút gì đó. Rồi không xài thì mình tắt đi. Rồi mình nói lại cái này ha, cái này là biểu tượng này là chỉnh cái âm thanh là cái âm thanh báo khách á, chỉnh cái nhạc, muốn chỉnh cái nhạc nào cũng được thì mình để chỗ voi 1, còn muốn báo mà báo động á, thì mình để về voi 3, còn cái này á, là để tăng âm lượng chuông báo, còn on off mở thiết bị thôi. Cái bộ này rất là dễ dùng ha.
Rồi, cảm ơn các bạn.